Triệt Long có vĩnh viễn không? Mình triệt long thứ nhất là cái sóng laser của mình xuống nó sẽ phá hủy cái nang long ở dưới. Khi mà cơ thể mình phát triển thì nang long nó cũng sẽ phát triển. Thì mình triệt là mình triệt những cái nang long đang có mặt ở đó thì long nó sẽ không mọc nữa. Nhưng mà ví dụ như qua một thời gian chẳng hạn thì những cái nang long mới nó phát triển lên thì chúng ta lại có một cái đợt long mới, thì lúc này là mình cũng phải triệt. Và cái thời gian mà mình triệt là sẽ theo chu kỳ mọc long ở cái vùng đó và tùy theo từng người nữa. Nên là cái nang long nó phát triển không phải người nào cũng giống người nào, có thể xê xích đi giữa người này với người kia một vài ngày gì đó chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ hẹn lịch tùy theo từng người là một. Cái thứ hai là mình sẽ có thể là phải triệt lại lần nữa, lần hai, lần ba khi mà hết những cái nang long mới nó mọc lên. Khi mà nang long mới nó mọc lên thì được cái thứ nhất là lông nó mềm mại hơn, hiệu quả nó cũng nhanh hơn và nó cũng không phải là triệt nhiều lần như lần đầu.